Xin chào tất cả mọi người, mình là Ki đến từ nhóm nhạc Monster. Và ngày hôm nay thì Ki rất là hồi hộp và cũng rất là vui khi được mang thử cái chiếc áo bà bầu. Và sự cảm nhận của Ki lúc này thì nó cứ đạp đạp trong người, nhưng mà nó đạp đạp trong người. Và lúc mà mới đeo vào thì thấy rất là nặng, và khi mà anh vừa bật cái mức đầu tiên thôi mà nó như là bút phát vào bụng ấy, nó đấm vào cái bụng ấy, thật sự là rất là giật mình. Và có phải cái này nó đang bước lên không? Sao nó dần dần điện lên đấy ạ? Hôm nay thì em đang có cơ hội được trải nghiệm, thì em nghĩ đây là đã bước lên mà em thích rồi. Còn xin lỗi, còn đừng đạp nữa. Khoảng tháng 5, tháng 6 gì đấy thì mà đã rất là khó chịu rồi, mà thịt nó hơi không hẳn là đau lắm, nhưng mà nó là âm bỉ trong bụng cả ngày từ lúc đeo đến giờ. Xong rồi thỉnh thoảng thì có một cơn nhau đau nhói lên, thì lúc đấy nó mới hơi đau thì là mình cũng lần đầu tiên trải nghiệm cái cảm giác này, và mình rất thương các bà bầu, mình rất thương các bà bầu, và mong là mình sẽ không phải mang bầu thật sự. Mang cho mình đứa con, cái huyết thống của chính mình, và những cái tâm sinh lý nó sẽ rất là thay đổi khi mà mang bầu và những người không mang bầu. Nên là nếu mà ai mà những ông chồng mà đã lập gia đình và có vợ mang bầu thì mong là hãy chăm sóc vợ thật là tốt để có một đứa con thật là mẹ tròn con vuông này, và một đứa con xinh đẹp, nặng khỏe, và nhưng mà em mong là đừng ai làm khổ vợ nhé.